hộ cho chị chung cháu. Còn có 200 ngàn à, mua giùm đi. Tôi tiểu đường nè, bên Mỹ là Canada đó, còn chịu nữa. Dì Liễu mua giùm con đi, còn 200 ngàn à, đi nắng quá. Chị Liễu ơi, mua ủng hộ cho bà, chất ơi chị Liễu. Ờ chỉ là Việt Kiều Hàn Quốc chứ thôi. Việt Kiều Hàn Quốc mua giùm cho em đây, em tiểu đường. Bà chất bắn ế với cá chiên chiên. Về cái Vũ Phương mua. Ơi theo cài vợ bỏ tôi rồi. Mua một câu đi, cô mới 5 triệu. Hát bài tặng hát bài tặng chị ấy đi. Đó thấy không, cũng nữa. Ở đây đi, đi, đi. Cái bánh kêu chú quá. Ở đây. Đi bắt hàng xeo. Cái này kinh quá rồi. Ơi con phái cái bà liễu liễu kìa. Bà đó đẹp mà đọc. Hát rồi hát hát tặng bài đi chứ, hát 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 tặng chị đó bài đi chứ. Liễu đẹp mà liễu đọc. Đúng rồi, có duyên luôn mà rồi. Ôi giùm em đi, để em đứng lâu em chịu á. Em tiểu đường nặng lắm á. Ở nhà chị quần tư á. Gì? Chị Liễu là chị Trinh quần tư á. Trời ơi, ở ổ gì chị dữ dằn lòng nè. Ở ổ dữ dằn. Mua giùm cho em đi, mới nằm nhà thương về đó. Em tiểu đường nặng lắm á. Kêu gì Hồng Loan mua cho. Mấy chị đang ngồi ở phía trong nè mọi người. Đó, mời với mấy chị. Nghe tiếng nói không à, chưa thấy người. Giả dụ lên độ cho mấy chị nha, mà ăn có lọc có tài. Cá sống về nước nha, thầy chết nói cho mọi người. Chị, cá sống về nước, em sống về tình yêu thương của mọi người. Cắt cá, lại la, không có cắt. Thôi, bà Liễu đẹp, mà đâu. Mới cắt mắt không có đẹp. Trời, cắt mắt là đẹp. Hồng nhan bạc tỷ, không cho bà lấy chồng à. Mua giùm đi, đường quá xa. Em còn về Bình Dương nữa. Mấy chị ơi, giúp cho bà vẽ đi mấy chị. Em về có Bình Dương lại đó. À, chất rồi không ấy à, bây giờ chất ngồi xuống đi. Rồi đợi mấy chị ra mời. Ê lớp vô Liễu ơi. Hello chào Liễu. What's your name? Bà Liễu canh đẹp. Giờ mấy chị trong chỗ nói là chứ phải nói tiếng Anh á, mấy bà mấy chị mới mua. Mấy chị là Việt Kiều không mà không biết nghe tiếng Việt. Bà Liễu biết tiếng Việt, tiếng Mỹ không á. Ở nghe bà trả lời đó. Thôi thì chứ nói tiếng Miên đi. Ôi giùm em đi chị Liễu ơi, mệt quá. Thôi chứ ngồi ở đây ngồi nghỉ, khi nào chị đó chị vui cho ra chị mua cho chứ ơi. Liễu mà em đi, các tiếng qua bên giúp em đi. Dẫn vô gì chết này. Ra đi cô ơi. Đạt được kết quả quá thôi chết ơi. Đúng rồi, mấy chị không mua đâu. Trời ơi buồn quá vậy Liễu. Đi coi đi. Thôi chết ơi, lên xe ơi. Xe này của anh Vũ Linh á, ở Vũ Linh á. Liễu không mua giùm đẹp quá. Thôi đi, đi qua quán thôi, rồi. Xe ra đi bán thì ơi bậy bạ chè đó. Chị nói tiếng không, nhưng mà tại vì sợ trước móc túi người ta không mua. Gì rồi móc túi. Còn là Wendy Phạm này, Mạnh Quỳnh nữa. Thôi chắc lên xe về luôn chứ ơi. Lưng rồi. Lên xe về luôn nè. Thôi giờ có con nuôi Phi Dung rồi nè, mà con nuôi Phi Dung mua đi. Con nuôi Phi Dung nè. Đâu con nuôi. Đó gì chắc rồi, tới hỏi rồi, phải con nuôi Phi Dung không? Chắc vợ của ông Trần. Đâu, ở lên Trần ông đây nè. Anh đẹp trai qua đây. Trời ơi. Chứ không phải nói qua hùng trái à, anh mới chèo. Anh mới mua cho.
rồi đó khang tiếng luôn mà không mua được cũng hột tờ luôn, hồi chức ghê không. Giờ biết sao giờ tao không mua giấy số thì thôi, không ấy bây giờ giấy số đó là gì chắc ôm hết đi, chiều chúng số chúng cho. Đây 200 này. Giờ sao thì chết? Không kê nhờ chứ chị là con nuôi của chị Phi Nhung là mua giùm cho. Sao thì chết? Sao với chăng thì giờ là xong rồi đó. Vậy thôi giờ mình lên mộ đi. Đó, bây giờ đợi ta ra là người ta mua nè. Ở trong chỗ người ta đang bận nói chuyện xây mộ, xây phần rồi đó. Người ta không có mua đâu. Đó hồi xíu bắt đầu mấy anh chị ra nè. Đây bán được đi thẳng lên chảnh bán dễ hơn chứ coi. Bây giờ chứ lên mộ đi chứ coi. Giờ sao chứ đi về hay là ở đây? Đi về không? Anh mua số không? Ngó hoài. Thôi. Anh đẹp trai mua số không? Nói nghe. Nói nghe nè. Hút điếu thuốc phải giữ không à. Đẹp quá à. Đẹp không? Buôn bán cái đô là mời chắc mời cái đó mà không mua một tờ thì bị chức nó đúng không? Nhà đẹp quá, mấy lần quá trời. Nhà ai? Đẹp hơn nhà Hồ Thiên Kỷ không? Kiếm gì chắc coi gì vậy? Bà nào đó, tao đi giật dây, tao đi giật dây. Đó là nào vậy? Tâm thế là đơn giản lúc đó đơn giản được cái chứ cứ điệp chơi riêng cười đó buồn tiền ơi ông ơi đi về ông ơi vậy chứ uống gì đi uống xong rồi về ok còn mấy tờ nữa chứ thôi thôi ơi hai trăm ngàn chân tới đây rồi anh hưởng tôi đi 200 ngàn là 20 tờ hả? Tám tờ nâng tôi chân nó lỡ tới đây rồi xa xa xôi sao chứ ra giáp trở về cất cái này về qua bà Trân lấy vô từ đưa đâu nãy trước khi đi đây có thay đồ không? Rồi cứu chồng rồi chưa lấy hú cục cầu bình trở về.